đừng có nên là bóp chặt nó lại, mà phải buông lỏng để chúng ta thấy được cái sự tu của mình mà thôi. Rồi ngài có nói tiếp đó quý vị, nói ngài nói luôn không à, bính dần rồi đinh mão ngẩn ngơ nữa, đến cơn bát lạng chạy quơ với vàng. Thì thời kỳ nào thì có chạy quơ với vàng thì cô bác anh chị mình biết đó. Thì năm 45, 54, thời kỳ Đức Thầy mình ra đời mở đạo, hoặc là thời gian năm 1849 đó, trong này có ba giai đoạn đó, thì cô bác là chạy với vàng dữ lắm đó. Đó là thật sự đó, là hồi đó đi viền ông Phật Thầy Tây An, ông ra đời tại Tòng Sơn đó nha. Thì năm đó là năm bình dịch, cho nên đó là ngài cho là dân chúng ở vùng đó, hoặc là dùng An Giang mình là dùng tất cả dùng miền Tây này là đều là uống giấy vàng với cho nhang hoặc là chân hương của ngài mà thôi. Vì thế mà ở đây thì ngài nói rằng bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát loạn chạy vơ giấy vàng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác, anh chị em, cộng đồng mạng thân thương. Kính thưa cô bác, anh chị đồng đạo thân mến. Hôm nay cũng là cái buổi tọa đàm để trao đổi qua giáo lý của ông Sư Dạy Pháp Khoai. Vì lời nói đầu tiên, trước tôi xin thay lời cho Quốc Tạo cũng như tôi xin chân thành kính gửi đến cô bác anh chị lời chào sức khỏe và hạnh phúc, hầu trao gửi giáo lý của người để sớm lo tu thân xử ra kỹ, làm trọn vẹn một người tín đồ đối với giáo lý của ông Sư Dạy Pháp Khoai. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa với cô bác anh chị đó, hôm nay cũng cái duyên lành để cho em cháu trao gửi thêm những gì mà ông Sư Dạy Bán Khoai ổng nói trong cái cuốn thứ ba, để cho đồng đạo chúng ta thấy, để mà chúng ta nên cố gắng trao sửa để là làm tròn trách nhiệm của một người cư sĩ đối với những lời của ngài đã dặn. Thì cô bác anh chị biết đó, không phải là mình nói đây để mình bảo vệ cho cái bản thân của chính mình riêng, mà nói đây có nghĩa là để làm thế nào để yêu cầu cô bác chúng ta hãy tìm lại cái cuốn sám giảng 11 hồi để chúng tôi dụ gì mới thấy được. Thì cô bác mình chỉ nghe chúng em đọc ở trên cái clip này thì chỉ là đọc qua mà thôi. Còn nếu mà muốn cho thâm sâu vào giáo lý của chân thiện của ngài đó, thì cô bác anh chị mình nên cố gắng để mà tìm lại cái quyển sám giảng 11 hồi, thì chúng ta mới thấy được đó là cái yếu lý mà ngài đã ẩn khúc và trao đời gửi cho đồng đạo chúng ta hôm nay là trên 100 năm. Đó là cái chúng tôi xin giới thiệu với cô bác anh chị, mà đây cũng là cuốn 11 hồi. Thì vậy chúng tôi xin đọc lại một đoạn để cô bác anh chị chúng ta suy gẫm, rồi chúng tôi sẽ trình bày từ câu để cho cô bác anh chị thấy rằng cái sự tu tập của mình như thế nào để bảo vệ cái lời vàng tiếng ngọc của ngài Sư Dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn bắt mạch xem sao, giáp tê ất sự chuyện mau bây giờ. Bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát loạn chạy quơ giấy vàng. Kẻ đau người chết nhộn nhàng, muôn binh ngàn thu rộn ràng lăng xăng. Kẻ thời bị thu bắt ăn
người thời lại bị âm binh chạy nhau. Đất bằng sao nước lại trào, biết chẳng biết chừng nào cho hết loạn lý. Dạ kính thưa quý vị, đây là một đoạn sám giảng đầu của cuốn thứ ba của ông sư Dạy Bán Khoai. Thì để trao gửi cho cô bác anh chị với một cái đôi lời thâm thiết và trần tình như thế này: ngồi buồn đó, bắt bạch xem sao, có nghĩa là trong cái lúc chiều về, ngày ngồi là một mình trên dòng sông hoặc là ở trên núi non nào đó, để ngài có một cái suy tư ngẫm nghĩ chuyện thế gian như thế nào. Vì người có một sứ mạng thiêng liêng là hoằng dương chánh pháp trong cái thời kỳ mà sau Đức Phật Thầy Thái An, chứ sứ mạng là muốn làm sao để cho cô bác đồng đạo chúng ta nghe được lời vàng của ngài để mà chúng ta cùng tu tiến. Thì cô bác anh chị biết đó, đây là cuốn của ông sư Dạy Bán Khoai. Thì ổng thường thường là ổng đi vào ra kinh Vĩnh Tế trong 2 năm. Thì trong 2 năm thì ông lại mất dạng, không biết ngài đi ở đâu nữa. Vì thế mà ông mới để là ngồi buồn bắt mạch xem sao, tức là ngài ngồi lại một nơi thanh vắng nào đó để ngài suy tư cái sự đời như thế nào, để làm cho cái công cuộc truyền đạt của ngài phải đem vào lòng của người tín đồ với muôn lời thấm thía và sâu kính hơn, để chúng tôi và quý vị càng ngày càng là nhắc nhở cho nhau trên bước đường tu tập. Thì ông còn nói tiếp đó, để mà thiên cơ, nhưng ở đây thì chúng tôi cũng xin nói với cô bác anh chị đó, lời Phật thì thiên cơ được, còn đồng đạo chúng ta thì A Di Đà Phật. Mình chỉ nói lướt qua để cho cô bác anh chị thấy rằng ngài nói rằng là ngồi buồn bắt mạch xem sao, giáp tí ất sửu chuyện mau bây giờ, đó là cái lời của ngài nói. Nhưng mà kính thưa với cô bác anh chị đó, lời của ông nói từ hồi thời gian sau trước thời gian 35 năm thì Đức Thầy chúng tôi và quý vị đó là mới là có cái khai cơ xuống bút để truyền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì đây là lời của ngài nói hồi năm là đó tới bây giờ, chứ không phải là mới đây. Sau 35 năm, chúng tôi xin nhắc với quý vị là hồi trước 35 năm ngài Đức Thầy chúng ta khai sáng đạo. Thì ngài nói rằng giáp tí ất sửu chuyện mau bây giờ. Thì cô bác anh chị đó thấy từ cái ngày là ngày ra cơ mà xuống bút tới giờ đó, thì cô bác anh chị mình biết là bao nhiêu cái giáp tí, rồi biết bao nhiêu cái ất sửu mà nó có đến hay là chưa đến. Nhưng mà đây là lời cơ mật của một vị giáo chủ, một vị Bồ Tát lâm phàm xuống thế để răng văng và muốn làm sao để nói lại cái quyền cơ để cho đồng đạo chúng ta thấy để mà tu thôi. Còn cái việc mà giáp tí hoặc là ắt sửu đó thì A Di Đà Phật chúng ta để một bên đi, rồi chúng ta chỉ biết lo tu thôi, chứ chúng ta mà nói chờ giáp tí rồi chờ ắt sửu thì nó khó lắm, phải không? Vì gì? Cái chuyện mà nói của ngài đó, ngài nói không phải là ngài nói năm rồi nói là lại nói tháng rồi nói giờ nữa, thì mình đồng đạo chúng ta không hiểu đâu. Mà chúng ta chỉ hiểu rằng bởi vì cô bác anh chị đó nghe cô bác nói lại đó, một giáp gì đó là nó tới 60 mấy năm là con giáp lớn, còn con giáp nhỏ của mình đó thì nó chỉ có 12 năm à. Nha quý vị thấy không, nó có nhiều cái đặc biệt mà ưu tiên nhất cho cái lời nói của Phật và lời nói của chúng sinh. Cũng như bây giờ mà Phật muốn nói với Phật đó, thì ông nói thì giáp của ông thì mình mấy chục năm nó mới được con giáp, hay là mấy trăm năm vậy mới được con giáp.
Vì nghe cô bác đã nói là ngày của ông, ngày của trời đó, nó là ông gì từ thứ mà ông lên trên, đi lên trên thiên thiên cơ cơ đình để mà ông gặp bà hậu nghệ gì đó, thời gian bà gặp cầu công chúa trên cung là ở Ngọc Hoàng Thượng Đế trên bà Diệu Trì Kim Mẫu, thì quý vị thấy không, mà ngủ con giấc một mà về tới nhà quý vị biết mấy chục năm, mấy chục năm luôn, mà người gia trong gia đình người nào cũng già hết trơn trời rồi, chứ không có người trẻ hết trơn trời, chính bà chị trong nhà cũng già, mẹ ba thì mất hết từ thứ đó quý vị. Cho nên ở đây thì mình muốn nhắc lại cho cô bác anh chị thì mình thôi, ông nói thì là lời nói của tiên tri của ông đó, thì mình để trong trong bụng, vì thầy đã nói là thiên cơ để già, để già lão thời yên tâm, mình hiểu được thiên cơ mà gắn tu là nó là điều hạnh phúc nhất cho cuộc đời mình. Còn nếu mà thiên cơ mà chúng ta nghe rồi mà chúng ta không tu thì cũng không có cần, không có mong thiên cơ để làm cái gì, mà thiên cơ là để hiểu được, rồi suy tư được, rồi nhìn nhận được, rồi chúng ta cùng nhau trao sửa và cởi mở cho cái tâm hồn chúng ta được là có một cái hành trang để chúng ta đi về cõi bên kia cực lạc đó có dễ dàng hơn. Chứ mà chúng ta mà cứ để ghi nhận đó, ghi nhận cái giáp tí và cái ức xỉu này, thì chúng tôi xin cô bác anh chị mình nên buông lỏng nó ra đi, đừng có nên là bóp chặt nó lại, mà phải buông lỏng để chúng ta thấy được cái sự tu của mình mà thôi. Rồi ngài có nói tiếp đó quý vị, nói ngài nói luôn không à, bính dần rồi đinh mão ngẩn ngơ nữa, đến cơn bát lạng chạy quơ với vàng, thì thời kỳ nào thì có chạy quơ với vàng thì cô bác anh chị mình biết đó, thì là năm 45, 54, thời kỳ Đức Thầy mình ra đời mở đạo, hoặc là thời gian năm 1849 đó, cái này trong này có ba giai đoạn đó, thì cô bác là chạy với vàng dữ lắm đó, đó là thật sự đó, là hồi đó đi gì Phật Thầy Tây An ông ra đời tại Tòng Sơn đó, thì năm đó là năm bình dịch, cho nên là ngài cho là dân chúng ở vùng đó, hoặc là dùng An Giang mình, hay là dùng tất cả dùng miền Tây này, là đều là uống giấy vàng dưới cho nhang hoặc là chương hương của ngài mà thôi. Vì thế mà ở đây thì ngài nói rằng bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát loạn chạy quơ giấy vàng. Thì quý vị đó thấy hồi đó thì có, chứ giờ thì không có nha cô bác, giờ các anh chị, tại vì trong cái thời gian mà tôi và quý vị ở đây đó thì hết rồi, thì thời gian này là thời gian là cái nghĩa là cái nền văn hóa đó của phương Tây đó, là nó xâm nhập vào cái tim phổi của người dân Việt Nam mình hết rồi, biển đau là phải đi bác sĩ cô bác anh chị ơi, chứ không có như cái chỗ này mà Đức mà ông đã nói, nhưng mà mình không biết ông nói coi trước hay hoặc ông nói sau gì đây, thì thôi để đó đi, để mà mình nói, mình ghi nhận những gì mà ông nói để mình tu. Vì ông đã nói là bính dần đinh mão ngẩn ngơ, mình đâu có biết cái bính dần nào, mình đâu có biết đinh mão nào, thấy không cô bác anh chị, cho nên ngài nói là bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát loạn chạy quơ với vàng, rồi kẻ đau người chết nhộn nhàng nữa. Thì hồi thời gian bệnh dịch đó thì cô bác mình khỏi lo khỏi nói rồi đó, thì bệnh dịch thì thôi chết gì vô số luôn nha, chết thì một ngày mấy chục người đó, hồi đó cũng dân cũng ít á, thưa thớt lắm, mà chết một xã như là mấy chục mấy trăm người thôi, mà chứ không có ít, nhưng mà nó có dịch tả, nó chỉ có một ngày năm ngày hay 10 ngày gì đó qua dịch tả, cho nên ở đây cũng có chúng ta thấy được cái chỗ này, cái chỗ mà ngài nói rằng kẻ đau người chết nhộn nhàng, rồi muôn binh ngàn thú rộn ràng lăn xăng, thì thôi chưa, cái này chưa chắc chưa có, vì đó bây giờ thì chúng ta chưa có thấy mà cái muôn binh ngàn tướng thì cũng như là bên đây nó quánh lộn với bên kia quánh giặc lạc của nọ, nhưng là cái sự thâm lăng của nước này của nó nọ thì chắc có nha, còn cái vấn đề là thú thì không có cô bác anh chị, nó chưa đấy, thế mà không biết chừng nào. Còn cái việc mà tham lam của là xã thế giới của là các nước trên thế giới đó, thì nó dẫn nó qua Việt Nam mình, nó thì nó đánh hoài thôi, nó muốn chiếm Việt Nam mình đó, cũng như bây giờ đó quý vị thấy không, miễn mà cái Trung Quốc nói thì bằng cái miệng, thấy không,
nhưng mà con cái là nó cứ lăm le ngoài Biển Đông hoài, nó muốn lấy cái Trường Sa và Hoàng Sa, mà Trường Sa hoài là cái Hoàng Sa ngày trước là của ông cha mình đã để lại, mà nó cứ muốn lấy hoài, quý vị thấy không? Cho nên cái chuyện chiến tranh, mà chiến tranh thế giới cũng là vì tham đó cô bác anh chị, chứ không có cái gì hết trơn trọi. Cho nên bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta cố gắng tu đi, chứ chúng ta đừng có gì cái nghe mà cái thấy của các vị Bồ Tát hay là các vị mà lâm thàm mà muốn ra cơ để dạy cho đồng đạo chúng ta bằng những lời tiên tri đó, thì nghe chúng ta cũng nghe, phải nghe mới được, nghe cho chúng ta thấy được. Vì như nãy mình đã nói với quý vị đó là thiên cơ để dạ, nghe để trong lòng của chúng ta mà thôi, rồi để chúng ta xếp hành trang nó đi và buông lỏng nó ra đi để mà chúng ta tu, thì đó là mới là trách nhiệm bổn phận của một người cư sĩ, của tín đồ Bổ Sơn Kỳ Hương hoặc là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Và ngài có nói đó là kẻ thời bị thú bắt ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào. Âm binh thì là cũng thời dịch, và dịch không cô bác anh chị, mình nói đây là nói thời dịch thôi, còn bây giờ thì mình chưa thấy được. Thời dịch bệnh ngày xưa thì âm binh là chạy vàng chạy nhào, rồi đất bằng sau nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Đó là cái một đoạn mà sấm giảng mà ngài đã nói cho chúng ta thấy được. Thì quý vị thấy không, nếu mà cô bác và đồng đạo chúng ta không tu thì đến những cái lời mà tiên đáng này thì chúng ta không thể nào thoát được. Vì Đức Thầy có nói trong cái quyển nhất cho cô bác anh chị thấy rằng, hay là trong cái quyển 2 cũng vậy, luôn luôn là tuyên tri cho những cái tai nạn khủng khiếp của chúng sinh trong thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Pháp, chứ không phải là mình ông sư giải bán khoai mà thôi. Vì đó là vì các vị mà đã thâm nhập vào cái quyền cơ của là Phật và Thánh Tiên đã dạy cho các ngài rồi đó, thì các ngài lão thông hết tất cả những cái việc gì của đồng đạo chúng ta ở thế gian, chứ không phải là ngài nói đây là nói chung cho toàn thể cô bác anh em đồng đạo, nói riêng là nước Việt Nam, nói chung là cả thế giới. Là nếu ai tầm cơ tài, ai có duyên lành đó mà nghe được những lời của ngài đã dạy đó, thì tôi tin chắc rằng những đồng đạo này không khi nào quên tu. Em mà chúng ta phải còn tu thật nhiều hơn nữa. Tu để làm gì? Tu để cho chúng tôi và quý vị không phải bị khổ, và tu để cho tôi và quý vị không phải thấy những cái sự khó khăn, những cái cơn bát loạn, hay là những cái người đau chết nhộn nhàng. Vì chúng ta thấy được thì chúng ta tu, rồi tu là để tránh thôi. Bởi vì duyên lành mà chúng ta được tu rồi đó, thì những cái mà sự là dồn dập của thiên tai địch họa đó thì sẽ có Bồ Tát. Vì Đức Thầy nói rồi, niệm Phật có bốn ông sư giải mấy phai chứ, ông nói là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình một khang. Đó là cái bổn phận mà người tu chúng tôi và quý vị cần nên để mà chúng ta là cố gắng để mà trao đổi và tìm hiểu. Và ngài nói ra, để kết luận của ngài nói là đắc bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Bị gì quý vị biết không, chuyện tranh là ở trên đất nước này của thế kỷ 20 này đó, 21, 22 này đó, thì nó có rất dai dẳng những cái chiến tranh thảm họa, cũng như là nó đem lại cái sự là đau khổ cho nhân sinh mà thôi. Vì để như nhị thế chiến đã đi qua, còn để tam thế chiến, để tứ thế chiến nữa, vân vân, mình không hiểu được đâu. Cái chuyện này là chuyện của nhà nước. Nhưng cho nên đồng đạo chúng ta nên đừng có suy tư vào những cái thế cuộc này. Thế đệ nhị, đệ nhất, đệ tam thế chiến, dạ Di Đà Phật, chúng ta không cần phải lo. Mà chúng ta cần lo để bảo trì đó, cái thân mạng của mình. Mà khi được nghe những lời tuyên đáng của các ngài nói đó, thì chúng ta nên cố gắng để mà lo tu. Chỉ lo tu thôi, chứ mà không lo tu thì như là Đức Thầy đã nói rồi, nếu mà mình không tu thì chừng khổ thì cũng ưng thôi à. Cũng như bây giờ ông thầy đi, mà ông dạy mà cho một cái người sĩ tử đi, mà miễn mà cố học thì thi được làm trạng hay là làm cái gì đó trong cái triều đình, không tu không học là không làm cái gì hết, thì
chúng tôi và quý vị cả là cả như nữa là không được làm cái gì trong cái bổn phận tu học hết. Học thì không ra học, mà tu không ra tu chậm được. Thì vì thế mà chúng tôi cũng yêu cầu cô bác anh chị mình nên cố gắng để mà nghe lời của sư dạy Mãn Phai, để rồi chúng ta phải tìm hiểu sâu xa hơn. Thì vì lời nói của em Út thì chỉ nói bằng cái bổn phận và cái ý của mình thôi, còn cái cô bác anh chị mà coi rồi thì hiểu thêm nữa đó, thì quý vị mới thấy được rằng cái sự tu mình có đạt được mình được mục đích cứu cánh hay là không, thì đó mới là trách nhiệm chung. Thì để em tóm kết lại cái đề cương này đó, thì chúng tôi xin đọc lại cho cô bác anh chị mình nghe, để anh chị mình phải nhớ rằng từ chữ từ câu của ông sư dạy Mãn Phai như thế này: ngồi buồn bắt mạch xem sao, giáp tý ất sửu chuyển mau bây giờ, đinh bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát lạng chạy quơ giấy vàng, kẻ đau người chết nhộn nhàng, muôn binh ngàn thú rộn ràng lăn xăng, kẻ thời bị thú bắt ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào, đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Đây là cái sự cảnh khổ ở thế gian thì làm sao mà biết được hai cô bác anh chị. Cho nên chúng ta chỉ có là nghe lời Đức Thầy dạy, là chỉ cầu nguyện chư Phật đó, là để làm sao để cứu vớt cái khổ đau của nhân loại và đồng đạo chúng sinh của chúng ta trong thời kỳ hạ nguyên và pháp này, bằng những lời thành khẩn thiết tha để nguyện cầu cho quốc dương thủy thổ chiều mơi phản hồi, tu đền nở thế cho rồi. Thì đó là trách nhiệm chung của mỗi người cư sĩ mà chúng tôi và quý vị phải cần làm. Vì chỉ có cầu nguyện và đem cái tâm lành của chính mình để hồi hướng và nguyện cầu cho đất nước và nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, nguyện cầu cho quốc dân an lạc, nhà nhà ấm no, cầu nguyện cho bệnh Covid này được là dời đi, thì đó mới là cái người tu của chúng ta mới thể hiện rằng đức tính từ bi mà Đức Phật và Đức Thầy chúng ta cũng như ông sư dạy Mãn Phai đã dạy. Thì mong cô bác anh chị mình nghe xong cái đoạn này, chúng ta nên cần suy nghĩ lại những gì mà các ngài đã nói, để cho chúng ta hãy cố gắng như lời Thầy nói, hãy bền lòng tìm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thì quá xa xăm, còn ẩn ánh ở trong dòng sanh chúng đó. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng để mà lo tu, lo tạo được niềm tin của chính mình, để cùng các vị Bồ Tát mà thấy được cái trách nhiệm bổn phận của mình, rồi đem lại cái hạnh phúc chung cho toàn thể nhân sinh. Thì đó mới là trách nhiệm chung của người cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, người cư sĩ Vũ Sơn Kỳ Hương, là đem lại hạnh phúc cho toàn thể mọi người. Chúc cho cô bác khi nghe được phần này, cô bác hãy là tỉnh giấc mơ của chính mình, bị gì đời này lắm cái sự là trong gai khổ khó. Như Thầy đã nói đó, là đời này là đời cạm bẫy của thế gian, và là danh vọng tiền tài vật chất đã lòe mắt của người cư sĩ chúng ta, khi là bị nó xâm nhập vào cái thân thể rồi thì khó thể mang cái hành trang mà chúng ta đi về cực lạc được. Mong cô bác anh chị hãy một phút suy tư và chân thành suy nghĩ lại, để những gì mà ông sư dạy Mãn Phai đã nói những gì mà cho chúng ta nghe đây. Và nguyện cầu quý vị hãy hồi hướng công đức của chính mình tạo duyên lành với chư Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật.